Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tô mò. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nhé. Thank you.
Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin được like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nhé các bạn. Đợi xíu đã. Vậy là mình đã tô mò xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tô mò. Hôm nay mình sẽ tô mò con mao hướng. Vậy là mình đã tô màu xong rồi các bạn.